Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với chủ đề lóc rui ha. Thì hôm nay đến với lóc rui mình sẽ là giới thiệu cho bạn một rip mới nữa ha, cho các bạn dễ dàng auto trong game lóc rui. Thì không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây. Thì trước khi vào game các bạn copy cái rip trên kênh mình ha, ở dưới phần comment của video đó, ở đây đó các bạn thấy cái menu xịn sò, cái menu của Kai Mobile đây, để mình di chuyển qua đây xíu đó. Thì có auto farm nè, auto farm level nè, auto farm near nè, auto farm chest nè, đó reset auto farm chest, auto farm teleport chest. Teleport chest có nghĩa là chắc là di chuyển cái là tới tới rương luôn đó. Auto farm mastery này giết lại nó ngộ sao các bạn. Rồi, để coi bên đây nó có những chức năng gì. Black Rain và White Rain là chức năng cái màn hình trắng và màn hình đen để giảm lắc. Phần layer là ESP layer, ESP chest, ESP rui và ESP RAM. Phần rui thì ra auto random rui, thì để mình random một cái trái quỷ nào đó thôi. Phải nói là mình bị khi đó mình ăn bấm sao ăn lộn trái quỷ, trái hồi sinh, cái trái hồi sinh mình có chưa ta? À trái hồi sinh có rồi, vứt nó đi, bỏ qua tí lộn, vứt nó đi. Anh trái dung nham là đáng lẽ mình luyện kêu rất là ok rồi, mà bây giờ phải luyện lại từ đầu, tại vì đã ăn tầm bậy, ăn cái trái cánh cửa đó, thiệt là buồn luôn á. Bây giờ ăn lại cái nè, các bạn nhìn nè, đó kêu từ đầu luôn, rồi là tức chết đi được. Teleport ở đây, Six Island, Teleport C1, 2, 3 1, 2. À mình đang ở C3 ha. Còn phần men rồi, bây giờ mình sẽ test cho các bạn auto farm trước nha. Còn cái auto farm này là gì mình cũng không biết nữa, để ngồi mình thử coi rồi nó là cái gì. Trước tiên là auto farm level trước đi. Thì khi các bạn auto farm level thì các bạn chọn nè, melee nè, nonan, cái này chọn rồi. Đánh cực kỳ là nhanh nha các bạn. Đây, các bạn coi nè, quá là nhanh luôn á, nhanh cực kỳ, đánh cái hết quái luôn rồi, không còn con quái nào luôn. Chui vô đây nó ở luôn rồi đó, đó. Cái phiên bản này farm level cực kỳ là tốt luôn nha các bạn. Quá là tuyệt vời ha. Bây giờ mình thử auto farm near là thử coi là nó là cái gì ha. Đây có quái không? Đi. À nó đánh nó không có bay. Cái auto farm near đánh cũng rất là tốt luôn nha các bạn. Đó đánh cực kỳ. Ở cái phiên bản này farm quá tốt. Quá tốt luôn các bạn. Không lắc, đánh lại nhanh, rất là nhanh luôn. À các bạn thấy không? Gồm quái đánh rất là nhanh luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ auto mastery thử ha. Mastery way up rồi, sao đánh không chuyển kêu. Đánh có một chỗ các bạn ơi. Ừ,
Rồi. Cái auto mất seri này thì nó ngộ ngộ. Bây giờ là nó không liền kêu tác quỷ ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ auto phân chết cho các bạn coi nha. Rồi chết ngắt luôn. Con này là bị gì ta? Auto phanh chết này không được nè. Teleport chết nè. Teleport chết này nó bình thường các bạn. Nó theo kiểu là bay từ từ. Này các bạn treo tối ngày sáng đêm được nè. Rồi, cái video mình tới đây hết nha. Mong các bạn tải về nghiên cứu thêm nha.